Các bác đang gặp tình trạng rối loạn sinh sản trên heo nái, năng suất kém thì hãy sử dụng cho em ngay sản phẩm kích sống đồng loạt này. Heo nái đẻ ít con, các bác sử dụng ngay cho em sản phẩm này. Heo hậu bị lâu ngày không lên được giống, các bác sử dụng cho em ngay sản phẩm này. Heo nái tách con lâu ngày không lên giống, các bác hãy sử dụng cho em ngay sản phẩm này. Đây là sản phẩm kích sống đồng loạt đẻ sai con. Sản phẩm này sẽ giúp cho heo nái lên giống nhanh, phục hồi bộ máy sinh sản, đẻ sai con, tăng khả năng rụng trứng và tăng tỷ lệ độ thai. Khi giao phối sẽ giúp cho heo nái đẻ sai con hơn các bác nhé. Và các bác sử dụng sản phẩm này có thể phối trộn với thức ăn và pha nước uống trực tiếp đều được. Nếu các bác quan tâm tư vấn rõ hơn về sản phẩm này, hãy để lại số điện thoại dưới bình luận hoặc inbox hoặc liên hệ qua hotline 0981 648 993 để được tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Chúc các bác chăn nuôi thành công!